Chào bạn học sinh lớp 11. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài 10, trang 17, sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao. Bài 10, chứng minh rằng mọi giao điểm của đường thẳng xác định bởi phương trình y bằng x trên 3 với đồ thị hàm số y bằng sin x đều cách góc tọa độ một khoảng nhỏ hơn căn 10. Rồi. Rồi, việc đầu tiên là chúng ta phải vẽ đồ thị của hai hàm số y bằng sin x và y bằng x trên 3. Rồi, thầy vẽ cho các bạn đồ thị hàm số y bằng sin x ha. Đây là y bằng sin x. Thì với x bằng pi trên 2 thì y sẽ bằng 1 ha. X bằng pi trên 2 đây. Y bằng 1. Được không? 1. Trừ 1. Còn đồ thị hàm số y bằng x trên 3 thì sao? Ha, x bằng 0 thì y bằng 0 đi qua điểm này. X bằng 3 thì y bằng 1. X bằng 3. À, điểm này là pi trên 2. Điểm này là pi. Pi là bằng 3,14 đúng không? Pi là bằng 3,14. Vậy thì 3 thì nó chỉ nằm gần cho đây một tí xíu thôi ha. Gần cho đây một tí xíu thôi. Thầy cố gắng thì xích xích nó xa xa ra tí để mình dễ nhìn. Đây. Điểm này sẽ là 3. Và điểm này chính là pi đúng không? Pi là bằng 3,14 ha. Có nghĩa trên trục này chúng ta tính theo radian đó. Đây là mình tính theo radian x. Tính theo radian. B có nghĩa là một điểm thứ hai là 3 và 1. Đây. Rồi, đây chính là đồ thị của đường thẳng có phương trình là y bằng x chia 3. Mọi giao điểm của đường thẳng này với đồ thị này. À, mình thấy được hai giao điểm này. Mình thấy được hai giao điểm này. Và mình gọi hai giao điểm này có tọa độ là x0, y0 đi ha. Điểm này chúng ta gọi là điểm M đi. Điểm M có tọa độ là x0. Đây là y0. Thì việc đầu tiên là chúng ta gọi ha. Gọi mx0 y0 là giao điểm của đường thẳng có phương trình đường thẳng D đi. Đường thẳng D là y bằng x chia 3 và đây gọi là đường hình sin đúng không? Và đồ thị này chúng ta gọi là C đi, có phương trình y bằng sin x. Được chưa? Thứ nhất là chúng ta gọi M là giao điểm của hai thằng này cái đã, thằng này và thằng này. À, M là giao điểm có tọa độ là x0 và y0. Thì ta sẽ thấy gì? Ta có bây giờ mình có là cái hàm sin á thì nó không bao giờ vượt qua được số 1 này ha. Y bằng sin x. Y bằng sin x nó không bao giờ vượt qua được giá trị 1 và trừ 1. Nó luôn luôn nằm trong cái khoảng này. Đúng không?
Vì ta có. Vì sin x luôn luôn bé hơn 1 và lớn hơn trừ 1. Nên mình suy ra được hàm sin nè. Nó chỉ chạy từ đây tới đây thôi. Từ cái khoảng trừ 1 đến 1 thôi. Cho nên mình suy ra được là y không này nó cũng nằm trong khoảng đó đúng không? Ha, mình suy ra y không nó cũng nằm trong khoảng là trừ 1 đến 1. Được chưa? Y không nằm trong khoảng trừ 1 đến 1 có nghĩa là trị tuyệt đối của y không sẽ bé hơn hoặc bằng 1. Được không mấy bạn? Y không nó chỉ chạy từ trừ 1 tới 1 thôi. Cho nên là y không nó sẽ bé hơn bằng 1. Mà theo phương trình y bằng x chia 3. À. Theo phương trình y bằng x chia 3 thì chúng ta sẽ có là x sẽ bằng 3 nhân y đúng không? À, x bằng 3 nhân y. Suy ra x0 sẽ bằng tuyệt đối của x0 đi. X0 sẽ bằng 3 nhân y bằng 3. Y ở đây là y ở đây là y0 đúng không? Y0. Thì nó lại từ cái phương trình này chúng ta có x là bằng 3 nhân y. Cho nên mà cái m là thuộc phương trình này đúng không? Cho nên thằng x0 nó cũng bằng 3 nhân y0. Từ đây mình mới suy ra được trị tuyệt đối của x0. Y0 là bé hơn hoặc bằng 1 nhân 3 thì đây bé hơn hoặc bằng bằng 3. Rồi, tiếp theo. OM này. OM là đường chéo của hình chữ nhật. O, X0, M, Y0. Thì mình suy ra được rằng là OM cũng bằng X0, Y0 đúng không? Và mình sẽ tính được khoảng OM là bằng x0 y0 là sẽ bằng theo theo tam giác Peter, theo định lý Pythagore thì x0 y0 bình sẽ bằng O x0 bình cộng cho O y0 bình. Nói khác là OM sẽ bằng O x0 bình cộng O y0 bình. Được không? Do đó ta có OM bình sẽ bằng, thì nói lại nè, OM bình bằng x0 bình từ đây tới đây là bằng x0 bình từ đây tới đây bình, vì đây tam giác vuông ha, từ đây tới đây bình là bằng từ đây tới đây là bằng y0 bình đúng không, bằng x0 bình cộng y0 bình. Để thầy viết rõ hơn là x0 bình cũng chính là tuyệt đối của x bình cộng cho y0 bình tuyệt đối của y0 bình bằng x0 bình là bằng nhỏ hơn 3 đúng không? Y0 bình nhỏ hơn 1. Cho nên cái thằng này luôn luôn bé hơn hoặc bằng x0 là bằng 3 bình cộng y0 là 1 bình. Cái này thì bằng 10. OM bình bằng 10, bé hơn hoặc bằng 10. OM bình bé hơn hoặc bằng 10. Từ đây mình suy ra được OM bé hơn hoặc bằng căn 10. À, OM bé hơn bằng căn 10 là khoảng cách. Nhưng mà tới đây xong chưa? Đề cho là
bé hơn căn 10. Đề cho là bé hơn căn 10. Nhưng mà mình giải ra là OM là bé hơn hoặc bằng căn 10. Như thì mình chưa kết luận được ha. Chưa kết luận được. Chúng ta phải làm sao đó để mình loại được giá trị căn 10 ra. Ha. Như vậy thì mình xét xem ha, ta cần xét xem. Ta cần xét xem OM có bằng căn 10 có tồn tại. Ta cần xét xem có tồn tại OM bằng căn 10 hay không. Ha. Mình cần xét xem thì có tồn tại OM bằng căn 10 không. Có nghĩa là mình sẽ cố gắng mình loại trừ cái trường hợp là OM bằng căn 10. Từ đó mình sẽ kết luận là luôn luôn bé hơn căn 10 đúng không? Ta cần xét xem có tồn tại OM bằng căn 10 hay không. Ta thấy rằng OM bằng căn 10 khi và chỉ khi OM bằng căn 10 khi và chỉ khi cái thằng này bằng 3 và thằng này bằng 1 đúng không? Thằng này bằng 3 và thằng này bằng 1. Khi và chỉ khi trị tuyệt đối của x0 bằng 3 và trị tuyệt đối của y0 bằng 1. Được chưa? Chỉ xảy ra trường hợp này thì OM mới bằng 10 hay không? Hay thôi. Bằng 10 hay không hay thôi. Rồi, x0 bằng 3, y0 bằng 1, mình suy ra được là lúc này sẽ có những điểm M là ha, hay ta có các điểm M thỏa OM bằng căn 10 là x0 bằng 3, y0 bằng 1, mình suy ra được điểm M1 là 3, 1. Điểm M2 là 3, trừ 1. Điểm M3 là trừ 3, 1. Và điểm M4 là trừ 3, trừ 1. Đó. Có nghĩa là chỉ xảy ra những cái trường hợp này là M bằng 3, 1, M bằng 3, trừ 1, M bằng trừ 3, 1 và M4 bằng trừ 3, trừ 1. Thì mới xảy ra được là OM bằng căn 10 hay thôi, hay không? Được chưa? Rồi, tiếp theo nè. Ta thấy rằng trên đây bỏ nha các bạn. Ta thấy các giá trị các điểm M hay các điểm M1, M2, M3, M4 này không thể xảy ra. Vì các điểm này không thể xảy ra vì nó không có thuộc đồ thị của hàm số y bằng sin x. Được chưa? Rồi, thầy sẽ giải thích chỗ này. Điểm M này là theo lúc đầu chúng ta gọi là giao điểm của đồ thị hàm số y bằng x trên 3 và đồ thị hàm số y bằng sin x. Được chưa? Mà để mà OM bằng căn 10 á, thì M nó phải thỏa mãn này. Được chưa? M phải thỏa mãn cái điều kiện này. Mà mình thấy rằng là nó không thỏa mãn ha, nó không thỏa mãn. Vì giả sử x bằng 3. Giả sử x bằng 3 thì chúng ta sẽ có sin của 3
sin của 3 bằng a à, bằng 0.14 thôi ha. Sin của 3 là bằng 0.14. Mà đề cho là ở đây là nó phải bằng 1 đúng không? Cho nên là cái này là không xảy ra được. Này không xảy ra. Tương tự như vậy. Điểm này không thuộc, điểm này không thuộc, và sin của trừ 3 cũng vậy ha. Sin của trừ 3 là bằng trừ 0.14. Mà ở đây là 1. Cho nên là 4 cái điểm này không có thuộc cái đồ thị của hàm số này ha. Không thuộc đồ thị của hàm số này. Được chưa? Giải thích thêm nè. Vì sin của 3 khác 1 ha, sin của 3 nó sẽ không bằng 1. Sin của 3 nó cũng khác trừ 1. Sin của 3 nó cũng khác sin của trừ 3 à, khác cộng trừ 1 luôn đi ha. Được chưa? Thầy đã giải thích vì sao rồi. Có nghĩa là không có thể xảy ra các giá trị M1, M2, M4. Bài này nó hơi dài tí nha các bạn. Rồi, giả sử ở cái lý luận thứ nhất này, ở cái lý luận là OM bé hơn bằng 10 nè, thì gọi là 1 đi ha. Thì vì không thể xảy ra các điểm M1, M2, M3, M4 này, mình mới suy ra được. Vậy là OM không thể bằng M10 được, không thể bằng 10 đúng không? Suy ra OM khác căn 10 ha. Được chưa? Vì không tồn tại các điểm này cho nên là không có thể xảy ra OM bằng căn 10 được. Cái này thì gọi là 2 đi. Đó. Ở điều thứ nhất chúng ta đã chỉ ra cho thấy được là OM bé hơn căn 10. Điều thứ hai chúng ta chỉ ra được là OM luôn luôn khác căn 10 ha. Như vậy thì từ 1 và 2 chúng ta mới suy ra được là OM luôn luôn bé hơn căn 10 ha. OM bé hơn căn 10. Và đây cũng chính là điều mà chúng ta phải đi chứng minh. À, rồi, điều phải chứng minh. Rồi, chúng ta đã chứng minh xong. Và chúng ta đã hoàn thành bài 10 trang 17. Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao. Rồi, chúc các bạn học vui. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.